Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Bún Lúa. Video ngày hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp đó đây. Ngày hôm nay người nông dân tinh lúa sẽ đi thu hoạch cherry ở phía sau vườn nhà. Bây giờ thì mình cùng đi nha. Như mọi người cũng biết á, là mình mới vừa qua Na Uy cho tới nay là ngày hôm nay là đúng một tháng luôn. Trước khi mà qua Na Uy á, thì kênh YouTube của mình nó có tên là Bốn Lúa ở Đan Mạch. Thì lúc mà qua Na Uy á, mình mới dò hỏi trên mọi người trên Facebook của mình là bây giờ mình đang đổi kênh YouTube của mình qua tên gì. Đây, cây cherry đây mọi người. Nhìn nè, to chưa? Trái chín mọng thấy rồi, rất là nhiều luôn. Đó, không biết mọi người có thấy được tên cao không? Như ngày hôm trước mình có giới thiệu á, thì ở phía dưới nhà mình thì có một cái phòng khác của một cái gia đình khác người ta ở là ở đây. Thì ngay trên cái mái nhà này nè, đó, đây chính là cái ban công mà hôm trước mình đứng nè. Còn lên trên nữa là nhà chủ người ta ở, và phía gian bên kia là gian chính của nhà chủ. Thì cái nhà mình đang thuê á, cái phòng mình đang thuê á, nó chỉ có một chút xíu ở đây thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi qua đây, xong rồi đi xuống đường này để đi ra cái cây cherry đó. Thì lúc nãy mình đang nói nửa chừng á, là khi mình đăng lên Facebook, mình hỏi bạn bè Facebook của mình là giờ nên đổi kênh YouTube thành gì. Thì có một fan cứng có gợi ý cho mình là đổi tên kênh thành là Nông nghiệp đó đây. Tại vì là thấy kênh YouTube của mình suốt ngày cứ đi săn bắn hái lượm, đi mò cua bắt ốc, giống y như là đi làm nông nghiệp. Đây là cây táo này mọi người. Đó. Ở chỗ này người chủ họ có để một cái bàn nhỏ nhỏ để ngồi chơi. Mình đi trong vườn nhưng mà mình mang giày vô, tại vì là trời mới mưa xong á, mình sợ những con sen mà không có vỏ nhìn nó ghê, nên phải đi giày vô. Đó. Cây cherry rất là cao lớn và trái cũng rất là nhiều, nhưng mà những cái trái thì nó ở hầu như nó ở trên cao hết rồi. Cây cherry, trái cherry á, khi mà nó chín là nó sẽ bầm như thế này nè, màu tím bầm, đỏ bầm đó. Còn đây là chưa chín lắm nè, mấy cái đây nhìn đã chưa. Ông chủ ổng đi, ổng để nguyên cái thang trên này cho mình leo luôn. Chủ ông nhắn tin cho mình, ông kêu mình ra hái bao nhiêu cũng được. Là 2 tuần trước á, khi mà cái cherry này nó bắt đầu chín đỏ á, thì mình có nhắn tin cho ông chủ, mình hỏi là cái cây cherry này á là cherry của công cộng hay là của ông. Thì ông mới nói là cây cherry đó của tao, nhưng mà nếu mà mày muốn thử á thì cứ ra hái đi, nhưng mà để mấy cái trái ở dưới thấp cho con tao hái với, tại vì nó rất là thích hái cherry. Thì mình nghe ông chủ nói như vậy á, thì mình không ra hái nữa. Tại vì con ông chủ á, thì mới có 8 hay 10 tuổi gì thôi, nhưng mà nó cũng rất là cao. Mà mình á, thì cũng cao cỡ nó à. Mà mình á, thì cũng cao cỡ nó à. Cho nên á, là mình đã không ra hái. Thì sáng ngày hôm nay á, thì nhà ông chủ đi vacation, đi nghỉ hè rồi. Mà cherry thì nó đã chín cỡ này rồi nè, nếu mà để lâu nữa là nó sẽ chín quá, nó sẽ không ngon. Mà một cây cherry rất là bự luôn, trái nhiều vô cùng. Đây là mình đang hái ở dưới, có nghĩa là ông chủ ông đã hái rồi thì nó còn chừng này, chứ còn ở trên cao nó nhiều vô kể luôn. Cho nên là đó là cái câu chuyện vì sao mà ông chủ ông nhắn tin cho mình. Thì sáng nay khi mà ông nhắn cho mình á,
thì mình kêu là cảm ơn ông, hôm trước tôi chưa có hái tại vì tôi cũng cao cỡ con ông mà, nên tôi để cho nó ra nó hái. Ngon quá. Ở trên thân cây cherry á, mình thấy nó có mấy cái rêu hay là mấy cái vỏ cây gì nó làm thành hình mấy cái hoa, nhìn cũng rất là đẹp nè. Nhìn lạ quá ha. Đó, bên này cũng có nữa. Mình đang ngồi trên cây cherry luôn nè mọi người. Cảm giác ngồi trên này á là mình nhớ lại khoảng thời gian lúc mà mình học cấp 2 á. Thì lúc đó là mình cũng hơi lớn rồi, nhưng mà mình cũng không còn nhỏ nữa. Rồi bình thường thì ba mẹ mình đi làm, mình thì không có hay đi chơi, chỉ đi học một buổi rồi một buổi ở nhà học bài, giúp đỡ việc nhà, rồi tự chơi một mình. Thì phía sau nhà mình có một cái ổi, thì mình hay ra đó ngồi leo lên và thái ổi ăn. Có nhiều khi chỉ ngồi lên đó chơi thôi, nhưng mà mình thường xuyên leo lên cái ổi ngồi luôn. Thì sau này khi mà mình lớn lên rồi á, thì mình vẫn thường xuyên có những cái giấc mơ nhớ lại hồi nhỏ mình hay ngồi lên cây ổi. Nên là hôm nay ngồi lên cây cherry á, tự nhiên cảm giác đó nó ùa về một lần nữa. Đây mọi người nhìn cherry rất là nhiều luôn. Ở trên cao đó còn nhiều lắm, nhiều vô cùng luôn. Không biết mọi người có thấy được không? Đây, cái cây cherry này nó chín nhiều rồi á, cho nên là ngồi trong nhà mà mình mở cửa ra là mình nghe mấy con chim ở đây á, nó tới rất là đông và nó kêu réo ôm sồm luôn. Nên là bình thường ngồi ở nhà là mình phải đóng cửa lại. Đó, ngon quá. Có một câu chuyện mắc cười về cherry. Cái ngày đầu tiên mà mình tới Na Uy á, thì nó là thứ bảy. Thì tối thứ bảy là mình tới Na Uy. Thì sáng chủ nhật á, thì hai vợ chồng mình đi ra ngoài siêu thị để mua một ít rau và trái cây. Mình mới mua một gần một ký cherry á. Thì cái hóa đơn á là nó chỉ có 400 mấy tiền Na Uy thôi, thì trong đó một ký cherry nó đã chiếm một nửa rồi. Hai vợ chồng đi ra ngoài siêu thị rồi, xong nhìn thấy hóa đơn, thấy ủa tự nhiên một ký cherry sao mà nó mắc cỡ này. Xong hai vợ chồng quằn vô lại mới hỏi cái anh mà tính tiền á, thì anh nói là đúng rồi, không có nhầm đâu, tại vì là cherry ở đây rất là mắc. Thì mình kêu cháy rồi, cherry thì mình cũng rất là thích, mà ở Đan Mạch á, thì khoảng tầm 200 nghìn một ký, 50 đồng, 50 nhân 30, cỡ khoảng 200 nghìn một ký. Mà ở đây á, thì mình tính ra là nó mắc gấp đôi luôn. Thì so với giá cherry á, mà xách tay về Việt Nam á, thì nó tương đương hoặc là nó thấp hơn một xíu. Nhưng mà so với ở châu Âu á, thì nó rất là mắc. Ví dụ như so với Đức á, hình như là có khoảng mấy chục nghìn một ký thôi. Nhưng mà sau đó rất là mừng á, là mình đi qua siêu thị khác thì cái giá nó rẻ hơn rất là nhiều, nó chỉ còn một nửa thôi. Thì đó là chuyện về đi mua cherry. Đây là cái dụng cụ mình chế để hái cherry nhưng mà nó không hiệu quả. Một cây cán dù, xong mình lấy một cái ống nhựa, mình bỏ trên đây một cái đầu mình cắt chéo chéo như thế này nè. Nhưng mà cứ hái xuống là nó rớt ra ngoài luôn, nó rớt xuống đất. Nhưng mà thiệt ra là cũng không cần thiết cho lắm, mình chỉ cần với tay ra là mình lấy được rồi.
Đó, từ đây nhìn ra thành phố này, thấy không? Còn từ đây nhìn vô nhà này. Cái trái cherry này á, so với cherry dại ở ngoài đường á, thì nó to hơn. Nhưng mà so với cherry bán trong siêu thị á, thì nó nhỏ hơn. Nhưng mà như vậy là mình thấy nó cũng đã rất là ngon rồi. Đây là thành quả của mình ngày hôm nay đây mọi người. Sau khi ngồi ăn xong thì mình sẽ hái thêm một ít nữa để vào nhà ăn. Tại vì là nó nằm ngay đây cho nên là khi nào mình ra hái cũng được, không có cần thiết phải hái nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà. Bốn lúa xin kết thúc video của mình ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!